Vị hoàng hậu này muốn đến những quán ăn lề đường để thưởng thức xiên bẩn, nhưng hoàng thượng lấy làm khinh bỉ. Thân phận quyền quý thế này làm sao có thể ăn thứ đồ thấp kém thế được chứ? Giây tiếp theo, cứ tưởng thế nào, hoàng hậu cũng nếm thử đồ ăn. Thực chất anh ấy là một đầu bếp tài ba, chỉ cần ăn vào là đã có thể mường tượng ra cách để nấu món ăn đó. Anh dự định rằng sau khi mình quay về hoàng cung, cũng sẽ chuyển mấy món này để lấy lòng thái hoàng thái hậu. Lúc này, dân chúng ngồi cạnh đó đang nói xấu hoàng thượng. Anh không dừng mỡ chỉ biết đi thu thuế người dân. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chắc chỉ có nước đi ăn cướp thôi. Hoàng thượng không nghe thiếu chữ nào, cầm bình rượu bên cạnh lên, lao thẳng đến đám thường dân cạnh đó. Hai a cuộc sống chưa bao giờ là ổn. Vì tên vua Bù nhìn đó mà bách tính đang chết dần chết mòn. Huynh uống chén này rồi bớt giận đi nhé. Người nào người nấy sững sờ. Nhưng mà nhìn anh có vẻ là người nhà thuộc hạng thế gia quyền quý nhỉ? Ta là quý tộc giả đó. Bỏ cái danh quý tộc ấy và bộ đồ này đi thì ta không khác gì tên ăn mày. Không còn gì khác. Nghe nói dạo này người trẻ hay theo trend, thùng rỗng kêu to vậy đấy. Vãi trưởng, triều đình rắc rưởi không khác gì nô. Dân chúng có chửi rủa bao nhiêu cũng không biết cái ngu của mình. Hoàng hậu nghe không lột tai nữa, đứng dậy cơm bạt. Mặc dù các người bình luận ác ý, cũng phải biết đâu là giới hạn chứ. Còn nữa, các người nghĩ làm vua sung sướng lắm sao? Không cẩn thận thì sẽ bị đầu độc hoặc chém đầu. Khổ lắm đấy. Đám thường dân rất hoang mang. Hoàng hậu nói với bọn chúng, mình là fan cứng của hoàng thượng, các người cứ thử nói xấu người ta lần nữa xem. Tôi lật bàn bây giờ đấy. Thấy tình hình sắp toang, hoàng thượng vội vàng kéo hoàng hậu rời đi. Thấy hoàng hậu ủng hộ mình nhiệt tình như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau đó hai người cùng nhau dạo phố. Hoàng hậu nhìn thấy một tên buôn quảng cáo đồ cổ, anh cảm thấy rất đỉnh, nhưng khi định móc tiền ra trả đồ ra đấy, nếu nàng muốn mua về cho rác nhà thì cứ mua. Sau đó hoàng hậu lại chạy đến một sạp cá cược, liều một phen cược hết tiền. Cược hết, ôi trời, tiểu thư không nên tiêu nhiều tiền vào cờ bạc đâu, đây là xã hội tư bản, có tiền là có quyền. Bốc, xin lỗi nhé. Ủa đừng đi mà, tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi. Thấy mình sắp bị đá đít khỏi vị trí trưởng ngự trù, ông ta bắt đầu nghiên cứu món cháo từ sữa của hoàng hậu. Làm lại, lẹ lẹ, nhanh cài tay lên. Chuyện này là sao? Ông dùng hết toàn bộ sữa bò trong cung rồi đó cha nội. Cạn sạch rồi, có vắt hết bỏ, cũng chỉ còn cái nịt. Giờ có sữa tôi đây, có muốn uống luôn không? Giây phút nhục nhã này, trưởng ngự trù suốt ngày thích hơn thua lộ ra vẻ mặt vô cùng bất lực. Thái hoàng thái hậu ở bên này, từ sau khi chén sạch bữa cơm do hoàng hậu nấu, bà ta không còn hứng thú gì với đồ ăn trong ngự thiện phòng nữa. Suốt ngày than thở, bụng lại đang đánh trống thổi kèn bên trong. Thế là bà ta ra lệnh cho hoàng hậu mau chóng hồi cung. Hoàng hậu về cung, biết rõ tâm hồn ăn uống của thái hoàng thái hậu lại đang cồn cào. Sau khi thỉnh an xong thì chạy ngay đến ngự thiện phòng. Trưởng ngự trù vì muốn học cách nấu ăn của hoàng hậu nên đã không ngại vứt bỏ liêm sỉ ngồi thổi lửa. Này, bắn hết đống lửa ra rồi, hình như mắt ông cũng tới lửa đó. Không phải đâu ạ, thần muốn học người từ nương nương nên ánh mắt lộ ra vẻ hừng hừng quyết tâm thôi. Tôi không thích thái độ này của ông, thôi bỏ đi, không dạy nữa. Thần thổi là được chứ gì. Tiếp theo, cô ấy tính làm một món ăn vặt đường phố. Đầu tiên là nấu canh xương bò lên, sau đó thêm nước dùng bò kiểu Pháp vào. Nhân tiện dùng lòng trắng trứng để loại bỏ mùi tanh. Dùng lòng trắng, một cách sáng tạo như vậy sao? Nương nương, như vậy được chưa ạ? Đẹp lắm, nhưng ước của người định làm gì mà cần đến cái này ạ? Một món ăn có thể lay động linh hồn. Cứ như vậy, một chiếc máy đánh trứng giống thời hiện đại đã ra đời. Tiếp theo, hoàng hậu xếp giá đỗ và thịt bò lên, chan nước hầm xương vào. Cuối cùng, thêm một thìa lòng trắng trứng đã được đánh bông lên để trang trí. Một mâm cơm hành tá tràng đã hoàn thành. Nhưng thái hoàng thái hậu lại bày ra vẻ mặt chê bai. Sao mình lại có thể ăn thứ đồ ăn thấp hèn như vậy được? Nhưng làm sao đỡ nổi cái bụng đang kêu gào đây? Bà ta chỉ đành miễn cưỡng nếm thử một miếng. Vương hậu mặc lên người bộ cổ phục, chuyện đổi quần nhất trên đời chính là vốn mang thân phận của là người đàn ông. Vậy mà lại tới ngày đèn đỏ. Ôi, chắc là tới ngày rồi. Loại cảm giác chua xót này thật khiến người ta cảm thấy hoang mang. Anh bắt đầu nghi ngờ về thân phận thực sự của mình. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã tới mùa xuân. Trong tiết trời trăm hoa đua nhau nở rộ này, bỗng xuất hiện một bát cẩu lương. Nàng đồng ý gả cho ta chứ? Trông ta thế này thôi nhưng cũng có một con dê đấy. Ôi trời, không biết đâu. Hoa rơi vào ngay kiệu của hoàng thượng. Đây là ý trời sao? Mà hoàng hậu ở bên này cũng có cảm giác thân thuộc, bất giác hạm vào mũi của hoàng thượng. Ua, chào buổi sáng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hỏi hay đấy. Suýt nữa thì đã chạm vào. À không, người suýt nữa đè chết tôi rồi. Nguy hiểm quá. Hoàng hậu biết mình khó có thể quay về thế giới hiện đại, chi bằng cứ lăn xả ở đây cho thỏa thích. Sau đó, hoàng hậu chạy đến dương vàng của phụ thân, mở dương ra. Ôi, chói chang quá, hóa ra là mình để bọc điều. Cùng lúc đó, trưởng ngự chủ ánh mắt hừng hừng sát khí. Ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy vào rừng cây để chút giận. Nương 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 nương, chết tiệt, nương 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 nương. Không ngờ, lại gặp thượng cung choi ở đây. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau như hiểu ý nghĩ của đối phương. Nương 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 nương, thật sự rất quá đáng. Đó chẳng qua chỉ là một con nhãi danh. Chết tiệt, xem thường trưởng ngự chủ này sao. Trưởng ngự chủ càng chửi càng hăng, nhưng không ngờ lại chọc giận thượng cung choi. Thượng cung choi đến từ lúc nào vậy?
ta không ghét người đến mức đó. Khi bà ấy lấy ống nhòm vạn hoa ra, không ngờ rằng trong đó lại xuất hiện hình bóng của trưởng ngự trù. Trong đó, sao lại thấy mặt của ông ta? Má ơi, không thể nào, không thể thế được, không thể được. Ở bên kia, hoàng hậu nhìn thấy bàn thức ăn, còn nghĩ chuyến này mình xong đời rồi, trong lòng vô cùng bất an. Khi thái hoàng thái hậu quay người lại, trên miệng dính một hạt cơm, cung nữ muốn dùng tay lấy nó đi, liếm luôn hạt cơm trên miệng không nỡ lãng phí. Hoàng hậu thấy thái hoàng thái hậu vui như được mùa, thế là đục nước béo cò, tiện tay làm một chiếc mặt nạ thời hiện đại. Thứ này không ăn được đậu à, người hãy dùng nó để đắp lên mặt đi. Kể từ đó địa vị của hoàng hậu lên như diều gặp gió, hàng ngày hưởng thụ cuộc sống sung sướng thảnh thơi. Vị hoàng hậu có thân phận là người đàn ông này, trong lòng không khỏi thích thú, đêm nào anh ấy cũng mơ những giấc mơ kiểu này. Hoàng hậu, nhưng cứ vào mỗi lần quan trọng nhất thì bóng dáng của hoàng thượng lại xuất hiện lù lù phía sau, ta rất hài lòng. Hoàng hậu bật tỉnh, anh mơ mơ màng màng, ong bướm đến tay rồi mà vẫn để bay mất. Ngự y nói với anh, đây chỉ là di chứng sau khi tỉnh dậy khỏi trạng thái thực vật, buộc phải châm cứu để chữa trị. Sau đó, ông ấy rút ra ba cây kim dài như chiếc sừng mọc trên đầu bạn. Hoàng hậu nhìn thấy kim liền bật người dậy, đột nhiên thấy khỏe lên liền. Vẻ mệt mỏi ủ rũ vừa nãy cũng biến đi đâu mất. Người có thể chữa bệnh mà không cần châm cứu chính là thần y. Lúc này đột nhiên hoàng hậu nhớ đến một chuyện, suýt nữa anh đã quên bén chuyện phải tuyển phi cho hoàng thượng. Thế là anh vội vàng tổ chức một cuộc thi tuyển phi. Là một người đàn ông sao có thể bỏ lỡ chuyện béo bở như vậy chứ? Hoàng hậu nắm tay các cô gái một lượt, rất vui được gặp cô. Hí hí hí, rất vui được gặp cô. Thân là một người đàn ông, anh ta tự tin người người. Ngay sau đó anh đã chọn những phi tần cho quốc gia theo gu của mình. Nhà họ Yun ở Papillon, nhà họ Hong ở Nam Yang, nhà họ Min ở Yêu Ưng. Quả là một team đỉnh của chóp. Hoàng thượng xem xong liền thấy vô cùng hài lòng. Đến đêm, hoàng hậu nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu anh đều là hình bóng của các nàng phi tần. Sau đó anh bật dậy. Hay là mình viết thư cho họ nhỉ? Vừa nghĩ đến đây, hoàng hậu ngay lập tức xông vào bàn, triển luôn ba bức thư tay gửi đến các phi tần. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, mà những bức thư mùi mẫn đó lại đến tay hoàng thượng. Đã ngủ chưa? Đã ngủ chưa? Đã ngủ chưa? Hoàng thượng ngẫm nghĩ, có một câu thôi mà nàng ta nói tận ba lần, tất hẳn là đang ám chỉ điều gì đó. Hai người cứ thế anh đẩy tôi đưa, miệt mài viết cho nhau những bức thư tình xến xúa. Hoàng thượng cho rằng kiểu này ăn chắc rồi, thế nhưng ngay hôm sau, hoàng hậu lại hiện nguyên hình cũ, thẳng thừng cho hoàng thượng ăn bơ. Hoàng thượng cười tủm tỉm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ? Qua đợt vi hành vừa rồi, hoàng thượng đã hiểu phần nào nỗi khốn khổ của bách tính, vậy nên anh muốn tổ chức một buổi party để khao một bữa ăn thịnh soạn cho những người dân nghèo. Trưởng ngự trù Mít Ước nghe xong liền khóc lóc cảm động, vội ca ngợi ân điển của hoàng thượng. Cùng lúc này, thái hoàng thái hậu cũng đang tổ chức một cuộc thi săn bắn. Đây là cuộc thi săn bắn vô cùng tàn nhẫn, người tham gia đều là những vương phi của hậu cung. Tất cả người hầu đóng vai thú vật, trước người bọn họ sẽ treo một tấm biển để phân biệt, bên trên viết tên của loài vật. Loài động vật nào càng giữ thì điểm sẽ càng cao, người được nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng. Tiếng còi vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Thế nhưng hoàng hậu lại không hề hứng thú với trò chơi tàn nhẫn này. Chính vào lúc đang ngồi nghỉ, hoàng hậu bắt gặp một tên người hầu. Anh ta năn nỉ hỉ ôi, bảo rằng nãy giờ mình chạy mệt sấp mặt, chi bằng. Sau khi xong chuyện, anh ta hớn hở chạy về sân, mệt quá nên chạy về uống nước hả? Hóa ra hổ là con thú chiếm nhiều điểm nhất. Cứ như vậy, hoàng hậu đã giành chiến thắng một cách dễ dàng, nhận được phần thưởng vô cùng xịn sò. Mà ở bên kia, chớp mắt đã sắp đến ngày tổ chức bữa tiệc. Không ngờ rằng, do đám hạ nhân bảo quản đồ không kỹ, cho nên toàn bộ thực phẩm trong kho đều hỏng hết cả. Trưởng ngự trù vô cùng sốt ruột, may mà phát hiện sớm nên vẫn kịp thời quay xe được. Nhưng giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó đề phòng. Có người chơi xấu sau lưng, lén đổ hạt ba đậu vào chung nước. Chính vào lúc này, hoàng hậu vô cùng lo lắng cho buổi yến tiệc, thế là vừa chạy vào ngự thiện phòng cô đã kêu lên. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến cô vô cùng sững sờ. Này, trưởng ngự trù đâu rồi? Vừa nãy ông ấy vẫn còn ở đây mà. Thôi chết, hoàng hậu giật bắn người. Thôi chuyến này coi như xong on rồi. Vì không muốn để hoàng thượng mất mặt trước mọi người, hoàng hậu do y ong chỉ đành cải trang thành ngự trù. Kẻ nào kia? Là tên chết tiệt đã hạ độc sao? Hoàng thượng đặc biệt mời tôi đến để chuẩn bị yến tiệc hôm nay. Tôi là Li Saemang. Tôi đến đây để cứu rỗi tâm hồn đau khổ của ông đấy. Nhưng chỉ với chút nguyên liệu ít ỏi này, đến cả hoàng hậu với trình độ Masterchef cũng phải đau đầu. Do Eon suy nghĩ, bữa tiệc nào ở nhà xanh cũng sẽ có một chủ đề cụ thể. Vì nó không phải là bữa ăn đơn thuần mà là cuộc gặp chính trị, nên làm món gì đây? Chính vào lúc đang đắn đo suy nghĩ, thì ngự y ngồi kế bên đã cho Do Eon đáp án. Người ngự y này lấy cây kim bạc ra. Thấy vậy, trong đầu hoàng hậu chợt lóe lên một ý nghĩ. Do Eon nhớ đến món ăn vặt thời hiện đại, chính vào lúc hoàng hậu cho cây kim vào chảo dầu sôi. Điều này đã dọa cho ngự y đứng bên cạnh sợ ối rồi ôi. Kim châm quý giá của ta mà sao lại bỏ vào chảo dầu? Tôi sẽ rửa qua với sunlight rồi tiệt trùng trả cho ông. Cứ như vậy, một món ăn vặt siêu ngon đã hoàn thành. Mặc dù đã giải quyết được vấn đề nguy cấp trước mắt, nhưng khổ nỗi là hiện tại không đủ nhân lực. Thế là, nào, cầm lấy, ông gọt vỏ đi. Ta sao? Chứ còn ai nữa?
nghe nói ngài cần kẹo mạch nha. Ta đến theo dõi việc chuẩn bị yến tiệc, gọt vỏ đẹp chút đi, cắt mỏng nhất có thể ấy. Mà ở bên kia, các quan chức đại thần trong cung đã ngồi đầy đủ vào bàn tiệc, thấy món ăn trước mặt, mọi người ai nấy đều há mồm kinh ngạc, bày ra bộ mặt chê bai. Đây là món ăn giản dị của bách tính sao? Chỉ có mình ta dạo này không biết bách tính ăn uống thế nào sao? Kế tiếp, hoàng hậu chuẩn bị món ăn thứ hai, cà chua hầm. Công đoạn quan trọng nhất của món ăn này đó chính là nhào bột, trộn các loại bột lại với nhau. Trưởng ngự chủ dùng hết công sức nhào qua nhào lại. Ông làm gì đấy? Phải nhào mạnh như ta chứ? Đây là hành động rất có hại cho cơ vai và cổ tay. Ông lo mà nhào mạnh tay lên chứ? Rất nhanh, món cà chua hầm đã được dâng lên bàn tiệc. Lần này mọi người đều hết kén cá chọn canh, nhanh chóng thưởng thức món ăn. Món thứ ba cũng chính là món tráng miệng sau cùng của bữa tiệc. Mặc dù hình dáng bên ngoài trông có hơi màu mè hoa lá hẹ, tuy nhiên đây chỉ là món thạch dẻo bình thường. Người ta vừa nhìn đã nhận ra, cảm thấy không có gì thú vị. May mà ngay sau đó Thái Hoàng Thái Hậu đã ăn chúng que thạch trúng thưởng. Chúc may mắn lần sau. Dẫu, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả mọi người, cuối cùng buổi yến tiệc đã diễn ra hết sức suôn sẻ. Trưởng ngự chu vừa định uống ngụm nước, thì bỗng thượng cung chơi chạy đến. Ôi trời, chắc bà đang mệt lắm. Nào, uống chút nước đi cho giải độc giải ngứa. Giây tiếp theo, nương nương. Ôi, sao thế? Bà bị gì vậy? Giờ trong bụng ta đang có sóng đánh dữ dội, nhạc đập sập xịch như đang trong quán bar. Có chuyện gì vậy nhỉ? Thượng cung choi. Cùng lúc đó, hoàng thượng đã cầu xin ông trời hãy cứu lấy bách tính trong thiên hạ, mong cho dân chúng có thể thoát khỏi cảnh đói khổ lầm than. Chính vào lúc hoàng thượng xúc động rơi nước mắt, phần cho trong bát hương bỗng đỏ rực lên. Sau đó, bùm huyền bùm. Đây là hoàng đế đáng thương nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy cắm ba nhén hương, không nén được xúc động mà bật khóc. Chính vào lúc đang cầu xin ông trời hãy ban phát cho mình thêm sức mạnh. Cứ như vậy, anh đã trở thành vị vua đầu tiên tham gia cuộc thi nhảy xa với thuốc nổ. Vì để bảo vệ tính mạng, mọi người ai nấy đều chuồn trước. Thái Hoàng Thái Hậu độc ác cũng ung dung chạy đi. Chỉ còn lại một mình hoàng thượng cô độc đầy đáng thương, cứ thế ngất lị đi trong đau đớn. May mà ngự y có skill cao. Sau khi triển kỹ thuật băng bó, hoàng thượng đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Thái Hoàng Thái Hậu sau khi về đến cung thì nổi một trận lôi đình, chất vấn tướng quân tại sao lại có thể liều lĩnh như vậy. Tướng quân liên tục bác bỏ, nói rằng chuyện này không dính dáng gì đến mình. Phía Vương Đại Phi cũng đang bắt đầu điều tra, nhưng kết quả cuối cùng càng khiến người ta bật ngửa hơn, đó là không hề tra ra bất kỳ manh mối nào. Ở cảnh khác, từ sau vụ hoàng thượng bị anti-fan hãm hại, cả ngày hoàng hậu đều ủ rũ bơ phờ, trong lòng đầy nặng nề như đang có tảng đá đè lên. Mà lúc này, trên triều cũng đang nháo nhào xôn xao, các vị đại thần ai nấy đều đang hướng ánh mắt hoài nghi vào tướng quân Kim, nói ông ta đã xấu còn ác. Chính vào lúc hai bên đang đấu võ mồm, đột nhiên, hóa ra drama lần này là kế của hoàng thượng. Trước lễ cúng tế, hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn thuốc nổ. Vì để nắm được thóp của Thái Hoàng Thái Hậu, anh đã bí mật phái người đi mua đá tiêu, lấy đây làm bằng chứng lật tẩy việc gia tộc nhà họ Kim trộm vũ khí quốc phòng. Hoàng thượng không thèm nhiều lời, không chỉ ra lệnh bãi bỏ chức danh của hai vị đại thần, mà còn yêu cầu Thái Hoàng Thái Hậu ngừng nhiếp chính. Kể từ nay trở đi, anh sẽ tự mình quyết định chuyện quốc sự. Cùng lúc đó, hoàng hậu ở bên này đang nghĩ đến đường lui của mình. Nếu người không tỉnh dậy thì tôi sẽ thành kẻ vô dụng. Nếu tôi vô dụng thì sẽ bị phế chất. Nếu bị phế chất thì tôi sẽ phải quên việc báo thù. Nương nương, điện hạ, ngày ấy, điện hạ tỉnh lại rồi ạ. Thật sao? Vâng, còn lên thiết triều nữa ạ. Biết hoàng thượng vẫn còn sống, hoàng hậu vô cùng xúc động, chạy đến ngự thiện phòng làm vài ly. Xin nương nương đừng uống nữa ạ. Ngươi đừng vậy mà, nương nương. Vậy thì nô tỳ sẽ uống hết. Thượng cung choi, thượng cung choi. Ngay sau, hoàng thượng, ngươi không được gọi như vậy đâu ạ. Mở cửa, mở ra đi. Lúc này, hoàng thượng tìm thấy menu của bữa tiệc, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hóa ra người đứng đằng sau giúp mình lại chính là hoàng hậu. Thế là, nửa đêm canh ba chạy đến phòng của hoàng hậu, mà hoàng hậu vẫn đang say mềm, đầu óc mơ mơ màng màng. Nhìn nhầm hoàng thượng thành cô cung nữ Hongryon. Cứ như vậy, hai người đã có một đêm nồng say cháy bỏng. Sau khi trải qua một đêm hú hí mặn nồng thì cuối cùng hoàng thượng đã tỉnh lại. Hongryon, Hongryon, đêm qua cô ngủ ở đâu? Nô tỳ ngủ trong phòng của mình ạ. Mình thật sự đã cùng tên kia. Thôi xong chuyến này bị người ta húp lấy đời trai mất rồi. Kể từ chuyện động trời hôm đó, hoàng hậu luôn trong trạng thái bồn chồn bất an, cứ hễ nghĩ đến cảnh tập thể dục đêm đó. Má ơi, thà ngủ với Trang Nemo còn sướng hơn. Nương nương, sao nương nương lại như vậy ạ? Nhìn mà còn không hiểu sao, nương nương phấn khích quá nên mới vậy đó. Tại sao giờ nghĩ lại thấy cũng dễ thương? Tại sao mình phải thấy đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét chứ? Lúc này đột nhiên hoàng thượng chạy đến, hàm hàm xông vào ngự thiện phòng. Hoàng hậu đâu rồi? Dạ ở bên kia. Xin hoàng thượng thứ lỗi, vừa nãy người vẫn còn ở kia ạ. Tại sao cứ luôn tránh mặt ta thế? Trong khi đêm qua thì cứ như cọc cồ. Hoàng hậu nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay. Chỉ có điều, mình tưởng rằng mình đã trải qua đủ mọi thứ trên đời, nhưng hóa ra có cả một thế giới mình chưa từng biết đến. Cảm giác đêm qua là gì nhỉ? Nếu thế giới mình biết là một chiếc bánh mì thật mềm, thì thứ này giống như là do nó mới mẻ thôi. Vì mới mẻ nên mình mới thích. Tỉnh táo đi, Yang Soyeon.
ôi, đến tên cũng nhầm lẫn. Cũng lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu Kim vì muốn báo thù nên đã mua chuộc cô cung nữ, bày mưu tính kế để ám sát Hoàng hậu, mà Hoàng hậu không hề có bất kỳ cảnh giác gì. Nhanh nhẩu chạy đến đây, Thái Hoàng Thái Hậu nhân cơ hội này lén bỏ thuốc độc vào bát nước của Hoàng hậu, ngay lúc Do Yeong đang chuẩn bị uống. Lúc này, có một cô bé bất ngờ xuất hiện. Hoàng hậu lấy làm ngạc nhiên, bình thường mình nấu cho Thái Hoàng Thái Hậu nhiều món ngon như vậy, tại sao bà ta lại căm hận mình đến vậy chứ? Nghĩ đến đâu tức chết tới đó. Thế là, sau một hồi phân tích kỹ càng, Hoàng hậu quyết định sẽ lấy ác trị ác, đi mở cánh cửa địa ngục, tôi sẽ khiến các người phải hối hận vì đã dám động vào tôi. Con bé từng hiền lành như nai, vào cung chưa được bao lâu đã muốn dẫm chết bác thợ săn rồi. Dù cha mẹ không thể nhận xét khách quan về con cái, nhưng mà nai vàng là sao? Nếu phải so sánh nương nương với động vật thì là ngựa hoang mới đúng. Con gái ta là ngựa hoang sao? Sau đó hoàng hậu bắt đầu tô tô chết chết, kẻ mài sắc như lưỡi dao, đeo trang sức quý giá lên người, chuẩn bị cho kế hoạch trả thù. Anh đầu bếp mang bộ đồ cổ trang này đã đích thân làm một chén nước mát cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thấy vậy mặt bà ta tối sầm lại như tác phẩm tắt đèn của Ngô Tất Tố. Thế là quả nhiên nhai đá vẫn là ngon nhất. Món tiếp theo là cơm chiên đầu lâu. Hình vẽ xui xẻo gì thế này? Ôi trời, hình vẽ thật đẹp quá. Thượng cung Chun bị hạ độc chắc ngươi vẫn sống. Trận cơm bạt thứ hai, hoàng hậu lại đến chỗ Vương Đại Phi, cuộc trả đũa đầy mỹ mãn. Do Yeong cầm bó hương lên, dọa cho Vương Đại Phi sợ hết hồn, để bày tỏ sự tôn kính của con dâu dành cho mẹ chồng. Tuy nhiên, Vương Đại Phi tính tặng cho đứa con dâu ngỗ nghịch này một bà tai. Nếu dám động vào một sợi tóc của tôi, thì bà đừng mong nhìn thấy mặt con trai nữa. Thấy hoàng hậu bỗng dưng chiến như vậy, hoàng thượng không khỏi bất ngờ. Hóa ra ta không cần lo lắng cho hoàng hậu, người cần lo lắng phải là những người khác mới đúng. Sau khi knock out toàn bộ đối thủ, cuối cùng hoàng hậu cũng cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Ba người cùng nhau trò chuyện và lập sòng đánh xì tố. Hong Ryeon bất giác nhớ đến cô bé đã cứu hoàng hậu. Nghĩ kỹ lại thì tôi vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt. 7 điểm, 8 điểm, của nô tỳ là 9 điểm ạ. Xin nương nương thứ tội. Chết tiệt, Jam Yang, cực hết. Chớp mắt đã đến nửa đêm, hoàng hậu trằn trọc mãi nên vẫn không ngủ được. Thế là Do Yeong chạy đến phòng hoàng thượng. Tim ơi, bình tĩnh đi, tổn thương lòng tự trọng quá. Vì để hoàng thượng thấu hiểu tâm ý của mình, Do Yeong ngay lập tức chạy đến ngự thiện phòng, nấu ngay một bát mì gói. Chính vào lúc hoàng thượng đang chăm chú đọc sách thì một mùi thơm thoang thoảng từ đâu bay đến. Người có muốn ăn mì gói trước khi đi không? Mì gói là gì và nàng muốn ta đi đâu cơ? Đừng thấy áp lực gì cả, cái này chỉ là nghiên cứu thôi, hoặc gọi là một thí nghiệm cũng được. Không được, mình đang làm cái gì thế này? Nhưng nếu ăn thử một miếng? Không không không, chỉ cần ăn thử một miếng sẽ khiến dạ dày mình dạo dực mà đớp hết mất. Nếu là người thì người sẽ làm gì? Người sẽ ăn mì gói hay không ăn? Nàng phải giải thích mì gói là gì đã chứ. Trước tiên ta sẽ ăn thử. Ừ nhỉ, phải thử thì mới biết được. Thật ra là do tôi say, hay tôi đã phát điên, hay đó đúng là cảm giác thật của tôi. Hoàng hậu vừa nghĩ đến đây liền không muốn nghĩ nữa, cô mang tô mì ra. Và thế là hai người lại chuẩn bị nghiên cứu cùng nha. Đây là trường ngự chủ ố dề nhất trốn hậu cung, chân đi giày tóc vuốt keo các thứ, make up sửa soạn lung linh để đi vào rừng, chuẩn bị làm một việc hết sức trọng đại cùng thượng cung Choi. Nương nương, người đừng làm nô tỳ nổi giận nữa mà, nếu người cứ như vậy thì sẽ lớn chuyện đấy ạ. Ôi trời, thật khó để tìm được người chửi còn hay hơn ta. Để ta cho bà lời khuyên này, nếu lấy hơi từ đây. Ôi trời, ta cần khởi động một chút. Vâng, danh con khốn nạn làm ta phát điên, coi chừng ta đấy. Trời ơi, ông đỉnh quá dậy. Hoàng hậu ở bên kia, từ sau lần cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi đó, cô bắt đầu thấy cảm nắng cảm gió hoàng thượng. Mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng là tim lại đập lên nhịp cha cha cha, trong lòng vô cùng dạo dực. Thế là cô ấy về lại quê nhà, xin cha hãy giúp hoàng thượng. Vì chuyện chúng độc lần trước nên cha rất hối hận khi gả con gái mình vào đó, không những thế cũng mất đi niềm tin vào hoàng thượng. Thế là ông ấy chỉ đành đưa ra một quyết định vô cùng đau khổ, mở chương trình siêu đại hạ giá. Dân làng thi nhau đến chốt đơn ầm ầm. Sao tự nhiên lại hào phóng thế nhỉ? Có khi nào sau này sẽ bắt chúng ta trả gấp đôi không? Chúc đại nhân và hoàng hậu nương nương vạn thọ vô cương, được cả một thùng gạo sao? Ông ta điên thật rồi, xin ngài bỏ tay ra đi ạ. Lòng tham vật chất trở thành thói quen của ta rồi, tận mắt nhìn món bảo bối của mình bị người ta bê đi mất, ông ấy đau lòng chết đi được. Cùng lúc này, sau khi hoàng hậu nhờ vả cha xong, cô chuẩn bị triển luôn kế hoạch tiếp theo. Đại tướng quân Kim Jong-un, mặc dù cách đây không lâu vừa bị hoàng thượng cách chức, nhưng danh tiếng của ông ta trong triều vẫn khiến người ta phải dè chừng. Vậy nên, hoàng hậu đặc biệt chuẩn bị một thanh kiếm, coi như là quà để mừng ông ta nghỉ hưu. Đó chính là cuộc đời từ trước đến giờ của ông. Ông từng nói rằng, tôi là nữ nhân, nên dù làm hoàng hậu thì cũng chẳng thể làm gì. Ông cứ trống mắt lên mà xem tôi sẽ làm được những gì. Từ giờ tôi sẽ sống thật với tính cách của mình, vì tôi không còn gì để mất nữa. Tướng quân nghe xong bỗng cười mỉa mai một cái. Người phụ nữ này không hề đơn giản. Cô ấy tổ chức một bữa tiệc cho các vị đại thần, bọn họ hoang mang tột độ, lộ ra vẻ chê bai khinh thường. Chỉ thấy cô ấy giơ một ngón tay ra, đấu một trận võ mồm với các vị đại thần, sau đó lại hùng hổ đe dọa rằng, sau này, mỗi khi các người phản đối ý kiến của hoàng thượng, hãy nhớ rằng,
ta sẽ đứng phía sau, từ từ xử lý, từng người một. Nếu không muốn thấy cảnh trên triều không có ai mang họ Kim, thì nhớ phải cẩn thận đấy. Bổn nương nương cũng mang họ Kim đấy ạ. Vì thế nên ta đang muốn đổi họ đây. Từ giờ, ta là Yang Soyeon chứ không phải là Kim Soyeon. Ủa alo, không phải chứ. Hoàng hậu quay về cung, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của hoàng thượng. Cô không thể không đưa tay ra giúp đỡ. Vị vua bất hạnh giữa trời đông cô đơn này. Hoàng hậu đã kể cho anh nghe về thế giới hàng trăm năm sau. Mặc dù hoàng thượng nghe xong cảm thấy hơi ảo ma Canada nhưng anh cũng rất vui. Có được sự hậu thuẫn của hoàng hậu, phong thái hiên ngang của một hoàng thượng ngày càng lộ rõ. Trước tiên anh lập ra uy quyền, thiết lập sự uy nghiêm của một quốc vương. Sau đó lại phái người, bắt đầu bí mật bắt giữ các tham quan địa phương. Thì ra là tôm, món này quý lắm đấy. Ngươi là ai? Phải rồi, quan tuần tra mật. À, đầu này mới đúng. Nghe nói dạo này có nhiều giặc kẻ làm quan, đi khắp nơi lừa người. Bây giờ thẻ bài không còn uy nghiêm như xưa nữa rồi. Ta chính là quan tuần tra mật đấy. Sau khi thấy hai người họ máu chiến như vậy, các quan đại thần đứng ngồi không yên. Mọi người liền gấp gáp mở một cuộc họp, cách để đối phó với hoàng thượng. Sau đó, anh trai họ của hoàng hậu đã nghĩ ra một kế. Nếu hoàng thượng đã muốn điều trang nghiêm, vậy chi bằng trước khi chuyện đó xảy ra, chúng ta hãy cất lương thực và ngân phiếu còn thiếu về chỗ cũ. Như vậy không phải đã qua mắt được rồi sao? Cứ như vậy, trong thời gian một ngày, hoàng thượng không cần phải làm gì, quốc khố đã tự động đầy ú ụ như xưa. Thế nhưng hoàng hậu vẫn chưa hài lòng. Để giúp vị vua bất hạnh này xoay chuyển tình thế, cô bắt đầu làm quân sư cho hoàng thượng. Tiết đầu tiên là chế độ quân chủ lập hiến. Chế độ quân chủ lập hiến, vua tại vị nhưng không cai trị. Tiết thứ hai là kỹ năng rèn luyện thể chất, đưa chân lên đi. 1, 2, 3, 8. Ôi trời, 8 là số cuối cùng đó. Làm lại từ đầu, ngươi cần phải giết ta thì mới hài lòng sao? Tiết thứ ba là kiến thức về các item thiết yếu. Từ lựu đạn đó nghe có vẻ rất tin cậy đấy. Bỏ thuốc súng vào túi thế này rồi ném đi. Đùng, nó sẽ nổ tung. Lúc này, hoàng hậu cảm thấy chán ăn. Cô chạy đến ngự thiện phòng, thấy trưởng ngự chủ đang nhào bột, còn nghĩ rằng ông ấy đang làm món mì. Không ngờ, ông ấy đang làm rượu hoa lê, đậy nắp lại và chờ 3 ngày sau. Rồi uống sao? Dĩ nhiên là không, lúc đó phải khuấy đều lần nữa. Chờ đợi 7.749 ngày là có thể uống được rồi. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Hoàng hậu sốt ruột liền uống một ngụm, vừa nhấp thử, đã suýt nữa phun ra ngoài. Cô thấy cơ thể mình không ổn, tính đậy lại để tối rồi uống tiếp. Ôi, gặp lại sau nhé rượu hoa lê. Khi đang chuẩn bị hôn hoàng thượng, cô ấy lại buồn nôn. Tôi không cố ý đâu, từ lúc nãy bụng tôi đã hơi. Thấy hoàng hậu không được khỏe, hoàng thượng vội cho gọi thái y tới. Chỉ thấy thái y xem tới xem lui có hơi do dự, như thể hoàng hậu mắc phải bệnh nặng. Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng ông ấy quỳ xuống trước mặt hoàng hậu. Xin chúc mừng hoàng hậu, cuối cùng ta cũng được làm cha rồi. Hoàng hậu vừa nghe xong, gương mặt vô cùng đờ đẫn. Ủa, ai cứu tôi được không? Đời trai này coi như bỏ. Vào thời xa xưa hàng trăm năm về trước, người phụ nữ khi mang thai đều sẽ như thế này. Mấy chị em nhìn vào mà học tập nhá. Người không được nằm nghiêng, cũng không được nằm đè lên tay, người cũng không được nằm ngẩng cổ lên, vai phải giữ cho thẳng. Cười, giật mình, sợ hãi, la hét, khóc, nói nhiều đều không được ạ. À? Ngay cả sợi mì đang ăn cũng bị xén mất. Người không được ăn những thức hương vị lạ. Hoàng hậu lập tức nổi đoá. Mang thai thôi mà, khi không tự nhiên còn khổ hơn ngồi tù nữa. Hoàng hậu vô cùng bức bối, vậy nên cô đã lén lút chạy đến ngự thiện phòng tìm vò rượu hoa lê. Tuy nhiên sau khi mở ra thì thấy cái nịt cũng không còn. Hóa ra thượng cung chơi cao tay, sợ nương nương sẽ lén uống hết nên đã thủ tiêu bằng cách đúc sạch. Nhìn dáng vẻ mắt lờ đờ miệng cười dại dại của thượng cung choi, hoàng hậu tức đến người, nôn ra ngay, trả rượu hoa lê cho tôi. Nương nương bình tĩnh đi ạ, chuyện đâu còn có đó, rượu hoa lê của tôi, họ uống hết rượu hoa lê của tôi rồi. Lúc này hoàng thượng thấy sắc mặt của hoàng hậu không được vui nên đã rủ hoàng hậu cưỡi ngựa để giải khuây. Thế là hai người mặc kệ lời càm ràm phía sau của thượng cung choi, leo lên con hắc mã, phi nhanh như chớp đến một khu rừng. Chính vào lúc hai người đang vui vẻ chuyện trò, hoàng thượng nói với hoàng hậu nhất định phải quan tâm đến cơ thể của mình, vì đứa con trai tương lai sẽ kế thừa đất nước này. Hoàng hậu nghe xong trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Thiên hạ của Sun Won nghĩ đến đây thôi, cô lập tức đi về, quyết định hồi cung để an tâm dưỡng thai. Nhưng vương đại phi ở bên này luôn cảm thấy cay cú vì chuyện hoàng hậu mang thai. Thế là bà ta đã tìm một cung nữ dùng mưu hèn kế bẩn để tung tin đồn. Gì cơ? Hoàng hậu và hoàng thượng chỉ giả vờ động phòng sao? Nghe nói hoàng hậu và hoàng thượng chỉ giả vờ động phòng thôi ạ? À? Không phải con điện hạ, vậy thì là con của ai nhỉ? Gì cơ? Thế cái thai của ai? Thấy tin đồn ngày càng đi quá giới hạn, hoàng hậu cũng không phải dạng vừa, vì để bày tỏ tình cảm của mình, cô đã phát tô cẩu lương to oạch trước mặt đám người hầu, áp dụng skill phản công. Nàng muốn làm gì vậy? Đám người hầu cạnh đó được một phen nóng mắt. Nhưng người xưa có câu, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, rất nhanh đã truyền đến tai của các quan đại thần. Mọi người thêm mắm thêm muối để tăng thêm tính kích thích, thêm cả vương đại phi ngồi trước mặt thái hoàng thái hậu thêm dầu vào lửa. Thái hoàng thái hậu nghe vậy liền tin sái cổ. Thế là
bà ta tìm tới anh trai nuôi của hoàng hậu là Kim Byung-in, muốn anh phải đích thân giết chết hoàng hậu để cứu lấy danh dự của gia tộc. Byung-in nghe thấy vậy cũng không biết phải làm sao. Thế là anh tìm đến hoàng thượng, nói ra chuyện Thái Hoàng Thái Hậu muốn giết So-yeong cho hoàng thượng nghe. Nếu muốn cứu hoàng hậu, phải đích thân đàn áp bè lũ Đồng Hắc. Có như vậy mới cứu được hoàng hậu. Hoàng thượng không nghĩ ngợi gì thêm, vội chạy đến xin Thái Hoàng Thái Hậu việc mình sẽ lên đường chinh chiến. Sau đó về cung thay đồ và khẳng khái bước ra ngoài. Khi leo lên ngựa, hoàng thượng đã biết thừa đây là âm mưu của Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng anh vẫn ngang nhiên lên đường, lựa chọn con đường đi để không trở về của Subin Hoàng Thái Hậu. Đúng như hoàng thượng dự đoán, vừa đi chưa được bao lâu, đám tùy tùng bên cạnh bắt đầu rút kiếm ra chĩa thẳng vào người hoàng thượng. Đây có lẽ là vị vua xui xẻo nhất mà tôi từng gặp. Mới vài ngày trước, vừa ăn quả pháo vua, chớp mắt cái đã bị đám thị vệ đuổi theo truy sát. Hoàng thượng chạy thục mạng vào đường cùng, không ngần ngại nhảy thẳng xuống vách núi, biến mất giữa cảnh sông nước mênh mông trữ tình. Còn hoàng hậu đang mặc bộ đồ cổ phục này, vì cá nhớ nhung hoàng thượng nên đã ăn kiêng khoảng vài mâm cơm để xua tan đi nỗi lo âu trong lòng. Đến đêm, cô ấy lại bắt đầu suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Chính vào lúc này, lần đầu tiên hoàng hậu cảm nhận được đứa con mình đang đạp trong bụng. Chưa đến thời kỳ đó mà, có sớm quá không? Lẽ nào con là thiên tài? Ôi trời, con mình là thiên tài. Vì để giải tỏa đi nỗi muộn phiền trong lòng, hoàng hậu quyết định chơi trò đoán trước cùng các phi tần. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Lúc này trong đầu hoàng hậu chỉ toàn là hình bóng của hoàng thượng. Nhưng tiếp theo, điện hạ băng hà rồi ạ. Hoàng hậu nghe xong vô cùng bàng hoàng, như có sét đánh bên tai. Rất nhanh sau đó, tin tức hoàng thượng băng hà đã được truyền đi khắp hoàng cung. Nhưng hoàng hậu không hề tin đây là sự thật. Cô cải trang tiến vào linh đường, sờ vào thi thể hoàng thượng, cô thấy một số bộ phận khác với người cùng đầu gối tay ấp của mình. So-yeong cho rằng hoàng thượng vẫn chưa chết. Thế là cô quay về cung, bắt đầu suy ngẫm về toàn bộ nguyên nhân ngọn ngành của câu chuyện. Nếu phải dùng thi thể giả thì tức là mọi việc diễn ra không đúng kế hoạch, vậy nên hắn mới bắt giam những người có thể đưa hoàng thượng về. Hai người khóc bù lu bù loa, khiến So-yeong không thể tập trung được. Thế là cô nói với họ chuyện hoàng thượng vẫn còn sống. Nô tỳ hiểu rồi ạ, điện hạ tuy đã băng hà nhưng vẫn luôn sống trong trái tim nương nương. Điện hạ ơi, tôi đã sờ nắn toàn bộ cơ thể từ đầu xuống chân. Không phải ngài ấy, toàn bộ cơ thể. Tôi không giải thích chi tiết đâu. Hai người họ nghe xong vô cùng sốc. Hóa ra điện hạ vẫn còn sống. Vì để không bị người khác phát hiện, cô dùng chiêu giả ngu giả khờ, bày ra bộ mặt khóc lóc đau khổ trước mặt mọi người. Điện hạ ơi, sao người đi nhanh quá? Con của chúng ta phải làm sao đây? Điện hạ, nương 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 nương. Điện hạ ơi, đến đêm, hoàng hậu lấy ra túi nải đã được chuẩn bị từ trước, xách theo cung tên phòng khi phóng lợn, rồi chạy đi theo như kế hoạch, bí mật xuất cung đi tìm hoàng thượng. Vốn nghĩ rằng kế hoạch hoàn hảo không có gì để chê, nhưng không ngờ, hai người làm gì ở đây? Người lộ liễu quá, nô tỳ tưởng người muốn nô tỳ đi cùng. Nô tỳ đi theo người để sống à? Nếu không thấy nương nương thì nô tỳ sẽ lo lắng chết mất. Nhìn thấy cảnh này, hoàng hậu vô cùng cảm lạnh, tặc lưỡi đồng ý cho bọn họ theo cùng. Mà ở bên này, Thái Hoàng Thái Hậu, nhân cơ hội hoàng thượng không có mặt, đã cả gan ngồi vào vị trí của vua, ra lệnh cho các vị đại thần. Không những thế còn sai người viết thư thông báo cho thiên hạ biết rằng hoàng thượng đã băng hà và triều đình sẽ chọn một vị vua mới để thay thế. Cùng lúc này, ba người họ đã đi sâu vào rừng, định ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngồi còn chưa nóng đít thì một đám thị vệ bỗng nhiên xông tới. Thượng cung cho thấy tình hình vô cùng nguy hiểm nên để hoàng hậu đi trước, không màng sống chết chiến đấu với đám thị vệ. Vào thời khắc quan trọng nhất, bà ấy đã dùng thân xác của mình để chứng minh sự trung thành với hoàng hậu. Thượng cung Choi, sau khi đưa hoàng hậu đi nấp xong, Hong Gae-on cũng cải trang thành hoàng hậu để đánh lạc hướng đám thị vệ. Hoàng hậu chạy đến vách đá giống y như hoàng thượng trước đây, thấy đám thị vệ đuổi đến, anh trai mưa lôi bảo kiếm ra, đứng trước mặt hoàng hậu, quyết đấu một trận sinh tử với đám thị vệ. Sau trận cơm bạt lan xả vừa rồi, anh trai mưa đã bị thương nặng. Vào lúc sắp ra đi, anh trai mưa đưa bản công khai có ghi tên những kẻ tạo phản cho hoàng hậu, hy vọng hoàng hậu có thể dùng thứ này để tự cứu lấy mình. Anh ấy tức giận xông lên, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ hoàng hậu, chỉ thấy cả hai bên đều vung kiếm lên một máy rất điêu luyện. Sau cùng của trận đấu, anh trai mưa đã hỏi một câu như này: ai đã cử ngươi tới? Chính vào lúc hoàng hậu đang thất thần vì mất đi ngôi sao hy vọng, một hình bóng quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Nhìn thấy hoàng thượng, So-yeong khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ. Hóa ra hoàng thượng không hề chết, mà anh luôn nấp trong nhà của bác phóng lợn. Rất nhanh, hoàng hậu đã gặp được thượng cung Choi và Hong Gae-on. Thấy hai người đều bình an vô sự, hoàng hậu vui chết đi được. Mà ở bên kia trưởng ngự chủ, vì lo lắng cho thượng cung Choi, mà ngày nào cũng u buồn đau khổ đều như vắt chanh. Cuối cùng, ông ấy quyết định từ quan để lên núi tìm thượng cung Choi, nhưng chưa đi được bao xa đã bị dân trên núi bắt lại, chuẩn bị đem ra nấu cao. Đột nhiên, này man bốc, nương nương, ôi trời, sao người ở đây được? Điện hạ, trưởng ngự chu, thượng cung Choi, thượng cung Choi, thượng cung Choi, trưởng ngự chu, ông đến đây làm gì vậy? Thượng cung Choi quá phấn khích, quật tới thấp đứt luôn sợi dây trói. Tiếp đó, mọi người bắt đầu suy tính cách để đột nhập vào cung. Vì Thái Hoàng Thái Hậu có bệnh tham ăn, nên bất kể là có xảy ra chuyện gì, trong cung cũng phải dành ra một cửa để vận chuyển lương thực.
Sau khi phân tích kế hoạch một cách tỉ mỉ, mọi người đồng quyết tâm phải vào được hoàng cung. Trên đường đi, hoàng hậu nhìn thấy thi thể của anh trai Mưa. Vì để báo đáp công ơn cứu mạng, hai người họ đã chọn cách chôn anh trai Mưa trong núi. Tiếp theo, bọn họ chặn một chiếc xe kéo đang chuyển lương thực lại. Hoàng hậu và hoàng thượng nấp bên dưới. Cứ như vậy, trong không gian tối tăm chật hẹp, hai người họ lại nhớ đến cảnh ăn mì gói. Một quả bom lăn trên đất, anh lính dũng cảm này không hề ngần ngại mà nắm ngay lên bom. Hóa ra đây chỉ là quả bom khói chứ không phát nổ được. Sau đó, những quả bom khói thi nhau nả thẳng vào hoàng cung. Chỉ thấy thượng cung cho nhắm thẳng vào mục tiêu. Người đàn bà sư tử Hà Đông thành công ném thẳng vào phía cửa nam, mà trưởng ngự trù ở bên này còn máu chó hơn. Chỉ thấy ông ấy dùng hai con dao đâm trái chém phải. Chẳng mấy chốc, cổng phía bắc của bức tường đã bị phá. Dựa vào chiến thuật dương đông kích tây, hai người họ đã về được hoàng cung an toàn. Thấy hoàng thượng vẫn còn sống sờ sờ, tổng quản bị dọa một phen hết hồn. Tổng quản, người cùng đi với ta đi. Cùng đi ạ. Thôi phán dùng cái. Điện hạ, người hãy yên nghỉ đi ạ. Do thời gian về cung gấp rút, hai người thay xong bộ đồ là bước vội bước vàng đến hoàng cung, bắt đầu tính sổ từng người một. Cùng lúc này, fan club của hoàng thượng bắt đầu xông lên, hơi đất bốc lên mùi máu tanh lan tỏa ra khắp hoàng cung. Mà thái hoàng thái hậu ở bên này sợ sẽ xảy ra chuyện không may nên đã gấp gáp tiến hành lễ đăng cơ. Nhưng bà ta không thể ngờ được rằng khi đại thần chuẩn bị lấy ngọc tỷ ra thì thấy bên trong chỉ có hỗn hợp khí oxy nitơ và khí trơ, bố người ta không thấy ngọc tỷ đâu nữa. Hóa ra trước khi xuất cung, hoàng hậu đã nhờ vào người quen sai anh ta đi trộm ngọc tỷ, nhưng do rén quá nên anh đã đem ngọc tỷ tới nhà lao, muốn hỏi xem mình nên xử lý thứ đồ này thế nào. Ngươi ăn trộm ngọc tỷ rồi định mang giấu đi đâu? Thì là nghĩ cấm phủ, lẽ nào bây giờ ta đang tự mình vào ngục sao? Hai vợ chồng quay về hoàng cung, thấy xung quanh vắng như chùa Bà Đanh, hai người nắm chặt tay nhau bước vào cung điện. Chính vào lúc này, hoàng hậu nhìn thấy tên thích khách nấp sau mái nhà. Cô ấy quay người qua mà không hề do dự. Hoàng hậu, tôi không sao, mờ thanh lớn quá nên tôi giật mình thôi. Tôi không đau chút nào đâu. So yong. Chính vào lúc hoàng thượng đang đỡ hoàng hậu lên, đột nhiên hoàng thượng ngã lăn ra đất. May mà áo giáp chống đạn của hoàng hậu xịn như cục gạch Nokia nên mới giúp hoàng thượng giữ được một mạng. Sau khi tỉnh dậy, hoàng thượng sát khí hừng hừng, một phát chém bay mũ quan của Kim Jong-un, chuẩn bị giữ lại cái mạng chó của hắn để hắn ta sống trong cảm giác đau khổ tội lỗi. Cuối cùng hoàng hậu bị thương nặng, may được ngự y cứu chữa nên mẹ con đều bình an. Còn mụ thái hoàng thái hậu độc ác kia bị nhập cuộc nên phải trả giá đắt, bị nhốt trong vĩnh viễn trong phòng. Vương đại phi cũng bị buộc tội tung tin đồn thất thiệt, bị hoàng hậu giáng vào lãnh cung. Không những thế, những đại thần chó cậy gần nhà vì là đồng phạm mưu phản và tham ô nên cũng nhận được những hình phạt thích đáng, không chỉ bị tịch thu toàn bộ tài sản mà còn bị đày đến nơi biên cương, vĩnh viễn không được quay trở về. Trưởng ngự Chu Ga dạ máu chiến cũng quay về ngự thiện phòng tiếp tục nghiên cứu món mì gói. Khi thượng cung Choi cũng muốn chạy lại giúp đỡ, hai người tiến lại gần nhau. Chuyện gì tiếp theo chắc mọi người cũng biết, mà anh đầu bếp Bong Hoan khi hoàng hậu bị thương đã quay về lại thế giới hiện đại. Mặc dù có chút lưu luyến hoàng thượng, nhưng nếu mối tình hai người sắt son chung thủy thì đâu cần phải ngày đêm luôn ở bên nhau. Mà khoảng thời gian vi diệu này cũng giúp anh ấy thay đổi rất nhiều. Lần đầu tiên được làm phụ nữ nên trong lòng vẫn thấy khoan khoái lắm. Từ sau khi Bong Hoan rời đi, linh hồn của cô gái kia cũng quay về lại cơ thể của hoàng hậu. Chắc là do người đàn ông kia ở trong thân xác này quá lâu, tuy hồn đã nhập về lại được một lúc lâu nhưng vẫn thấy có hơi lạ lẫm. Chết tiệt, sau khi xử lý xong chuyện trong cung, lúc bấy giờ cô mới nhớ đến hoàng thượng, mà hoàng thượng cũng thần giao cách cảm. Hai người cứ thay phiên vòng qua vòng lại từ sáng đến tối đêm, cuối cùng ngay tại bờ hồ hai người cũng gặp được nhau. Cuối cùng cũng gặp được nhau rồi, chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần rồi. Những giây phút ngắn ngủi đó tựa như ngàn thu vậy, nhưng hoàng thượng luôn cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai. Anh thấy có hơi bàng hoàng, rốt cuộc mình thích hoàng hậu hiện tại hay là tên đầu bếp Bong Hoan đó nhỉ? Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.